Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Minh Trọng. Vinh dự, tự hào được gặp những nhân chứng sống của một thời hào hùng. Tối 31 tháng 3, 2019, bản thân mình rất vinh dự và tự hào khi được cùng đón đoàn biệt động thành Đà Nẵng do Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đoàn vào thăm thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi các đồng chí đồng đội năm xưa. Dịp này được gặp gỡ, nghe các cô, chú là tướng lĩnh biệt động Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, biệt động thành Đà Nẵng năm nào, kể về thời chiến đấu oanh liệt, bi tráng và hào hùng của tuổi trẻ, thời sôi nổi của thanh niên, cống hiến cả tuổi thanh xuân, máu thịt của mình để bảo vệ quê hương, tổ quốc Việt Nam giàu đẹp như ngày hôm nay. Nhân dịp này, được nghe cô Nguyễn Thị Thu Trang, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được phong nữ anh hùng đầu tiên trong năm 1976, nữ biệt động Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định năm xưa, kể về các trận đánh mà mỗi khi nhắc đến kẻ thù phải khiếp sợ, như vũ trường Mê Linh quận 1 ngay giữa trung tâm Sài Gòn, nơi mà Mỹ Ngụy sau mỗi chuyến đi càng về thường đến xả hơi, khách sạn Tự Do quận 1, rồi quán bar Kim Liên gần nha cảnh sát Đô Thành và chung cư của lính Đại Hàn quận 5, tiêu diệt gần 100 lính Mỹ và chư hầu. Trước những chiến công xuất sắc, giữa năm 1973, cô được cử đi dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua quân khu Sài Gòn Gia Định và Đại hội Thanh niên toàn miền Nam, rồi được cử ra miền Bắc dự Đại hội Anh hùng toàn quốc. Được nghe cô chia sẻ về những mất mát đau thương, thiệt thòi trong thời chiến lẫn thời bình của những đồng chí đồng đội thân yêu từng kề vai sát cánh với mình mà giọng cô đôi lúc phải nghẹn lại, đôi mi ngấn lệ, khi nói về những thiệt thòi mà không cách nào giúp được mới thấy được cô là người chiến sĩ cách mạng tài đức vẹn toàn, xứng đáng với lời khen ngợi của bác dành tặng cho phụ nữ Việt Nam. Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Ngoài ra còn được gặp chú Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được nghe chú kể về quá trình xe tăng T-54B mang số hiệu 843 và xe tăng Tuyếp 59 mang số hiệu 390, hút đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30 tháng 4 1975 lịch sử qua lời kể hào hùng bi tráng, lôi cuốn người nghe để hiểu thêm về lịch sử đấu tranh của nhân dân ta. Thế hệ trẻ chúng con xin kính cẩn nghiêng mình trước những chiến công làm rạng danh nước Việt của các cô chú và xin hứa sẽ không ngừng chu rèn phẩm chất, đạo đức cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương nói chung và xã Bình Hưng nói riêng ngày một văn minh hiện đại, nghĩa tình, quyết tâm bảo vệ đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.